Thưa quý vị, với việc thành phố phân vùng kiểm soát dịch dựa trên mức độ nguy cơ, cuộc sống của người dân vẫn bị tác động nhiều, trong đó có việc hạn chế đi lại. Tuy nhiên, người dân vẫn đồng lòng cùng chủ trương phòng chống dịch của thành phố, với hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát hoàn toàn để vùng xanh ngày càng được mở rộng. Nếu như ngày 5 tháng 9, thời điểm Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng để kiểm soát dịch bệnh, thành phố có 15 phường xã không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, thì đến nay sau thêm một tuần áp dụng kiểm soát phân vùng, thành phố đã có hơn 20 trên 56 xã phường được công nhận là vùng xanh. Việc bảo vệ và mở rộng vùng xanh được xem là mục tiêu hàng đầu để sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, điều này cần sự chung sức đồng lòng cùng giữ vững thành quả chống dịch của toàn dân. Bây giờ là thành phố chuyển qua giai đoạn phòng chống dịch trong giai đoạn mới, thì chúng tôi là cấp ủy chi bộ khu dân cư tiếp tục là thực hiện các chốt là đảm bảo người ra vào phòng chống dịch ở khu dân cư cho đảm bảo vùng xanh cho tốt. Tinh thần là tiếp tục trực chốt để đem lại một vùng xanh cho phường và cho cả thành phố. Bên cạnh đó, để bảo vệ những thành quả chống dịch, thành phố Đà Nẵng cũng triển khai rộng rãi ứng dụng quét QR code kiểm soát người ra vào các khu vực xã phường, tổ thôn vùng xanh. Trang đó đầy đủ thông tin, chẳng hạn ông A là ông ở cái vùng đó là có phải là vùng đỏ hay không, hoặc là vùng xanh không, thì sau một ngày quét là tôi biết là bao nhiêu người về từ vùng xanh, hoặc là đi ra từ vùng xanh, hoặc là vùng đỏ, hoặc là vùng vàng. Xác định nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và sẵn sàng sống chung an toàn với dịch là phương châm, thành phố Đà Nẵng cũng phát động chiến dịch bảo vệ và mở rộng vùng xanh nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các nguy cơ dịch bệnh bùng phát để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Nguy cơ về cái việc lây nhiễm là vẫn còn rất cao, trong khi mà chúng ta đã nới lỏng một số các cái hoạt động thiết yếu, rồi một số các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, tôi đề nghị các ngành và các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, công chí phải tiếp tục siết chặt cái công tác phòng chống dịch ở trên tất cả các cái phương diện. Những ưu tiên đối với vùng xanh như người dân được tập thể dục trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng mỗi ngày, đi chợ 5 ngày một lần, cửa hàng ăn uống được bán mang đi, cư dân được tiêm vaccine sẽ là động lực để toàn dân chung tay bảo vệ và mở rộng vùng xanh.